viết đơn tình nguyện nhập ngũ và mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội. Võ Ngọc Ngân Duyên, sinh năm 2001, là công dân nữ duy nhất trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân năm nay của tỉnh Vĩnh Long. Đến thăm gia đình Duyên tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ trong niềm phấn khởi trước lúc lên đường nhập ngũ. Duyên cho biết bản thân rất vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Khi còn theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Duyên mong muốn khi ra trường sẽ tìm được công việc đúng chuyên ngành để phát huy năng lực sở trường, có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, với ước mơ cháy bỏng là được phục vụ trong quân đội, ngay sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, Duyên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và nhận kết quả trúng tuyển. Sau khi học xong đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ngành công nghệ thực phẩm, em có viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Lý do em đi là do là một là do em thích đi bộ đội, hai là do gia đình em cũng mong muốn em làm ở trong bộ đội. Sau khi nhập ngũ em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện kỷ luật mình để có cơ hội để làm trong quân đội lâu dài. Hai tên con tôi trúng tuyển vụ quân sự. Tôi gia đình tôi cũng phấn khởi vui mừng. Rồi cũng gia đình cũng động viên. Thì nếu mà nó có được cơ xét thì cho nó vô phục vụ quân đội lâu dài. Năm 2024, xã Phước Hậu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 13 công dân nhập ngũ. Nhờ làm tốt các khâu tuyển chọn theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, xã tuyển đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng về trình độ chuyên môn và sức khỏe của công dân. Đối với chỉ tiêu nữ tân binh Võ Ngọc Ngân Duyên, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với địa phương. Thực hiện thứ tự các bước công tác tuyển quân thì cũng đảm bảo thực hiện đầy đủ cái về cái hồ sơ cũng như công tác xét duyệt bình nghị và công tác khám sức khỏe cũng đảm bảo theo cái kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2024 thì ngay chỗ hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng tham mưu ngay chỗ đảng ủy ủy ban và các ban ngành đoàn thể của xã là về thực hiện các cái chế độ chính sách là mỗi thanh niên có một phần quà 4 triệu đồng. Bên cạnh đó là có một thanh niên nữ tự nguyện trong công tác tuyển quân. Đây là cũng là một cái thuận lợi cho xã đảm bảo trong các năm tới để thực hiện công tác tuyển quân đạt kết quả tốt. Với quyết tâm của bản thân, sự ủng hộ, khích lệ của gia đình, nữ tân binh Võ Ngọc Ngân Duyên đã sẵn sàng nhập ngũ. Ngày 27 tháng 2 tới đây, Duyên cùng với 1.343 tân binh ưu tú của tỉnh Vĩnh Long sẽ lên đường làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc.